Kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Rất vui mừng được gặp lại quý vị trong chương trình Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc hôm nay có gì? Kính thưa quý vị, vào thứ hai tuần qua, học viên lớp cao đẳng Phật học đã được thầy Huyền Châu giảng câu xá luận và cô Tịnh Quang giảng kinh Hoa Nghiêm yếu lược. Kính mời quý vị lắng nghe sơ lược nội dung các bài giảng sau đây. Vào giờ học câu xá luận, thầy Huyền Châu giảng về các uẩn phi sắc. Uẩn phi sắc là những gì chi phối trong thế giới nội tâm, gồm thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là một cảm giác, một cảm thọ, nó có mặt phải dựa vào những hợp thể khác nhau. Nói về thọ sinh ra từ mắt, do nhãn căn tiếp xúc với đối tượng, nhìn thấy trong môi trường thích hợp, căn trần xúc với nhau, thọ xuất hiện. Nếu thọ dẫn nghịch là thọ khổ, thọ dẫn thuận là thọ lạc. Khi cảm giác được miêu tả một cách trung tính, không khổ, không lạc, đó là cảm giác buồn và không muốn dừng lại với cảm giác ở đây nữa, nên là thọ xả. Diễn tiến của sự cảm thọ ở lần đầu tiên, thọ lưu giữ lại trong tâm, đến lần thứ hai, có kinh nghiệm của lần thọ trước. Một người lần đầu tiên đưa tay vào lửa do thọ dẫn nghịch nên cảm nhận khổ, đó là dấu ấn đầu tiên. Lần sau, khi đưa tay vào lửa, đã có kinh nghiệm gọi là thọ uẩn. Đến lần thứ ba, khi lạnh muốn tìm đến ngồi cạnh lò lửa để sưởi ấm, lúc này thọ uẩn phức tạp hơn. Nhìn ánh lửa bập bùng, sinh cảm tác thành án thi văn. Thọ uẩn trùng trùng hơn lần sau, muốn tìm lại cảm hứng sáng tác, liền đốt lò sưởi lên và ngồi bên. Đây là cảm thọ riêng của một người nào đó, nhưng với một người khác, thì đó lại là một tách trà, là sự cảm nhận mùi khói, mùi trà lan tỏa, vân vân. Các cảm thọ phụ thuộc vào rất nhiều điều khác nhau. Mắt thấy, tai nghe, thân xúc chạm mới sinh cảm nhận. Cảm thọ trước khác, cảm thọ sau, tất cả được uẩn lại. Cảm nhận từ mũi, lưỡi, thân cho chúng ta cái biết. Một đứa trẻ mới sinh ra, từ chưa biết gì, từ từ có sự phân biệt nhưng còn nhầm lẫn. Dần dần in đậm, hình thành ngôn ngữ và truyền thông. Thọ chỉ có 3 cảm giác. Khi 6 giác quan tiếp xúc với 6 đối tượng hình thành tổ hợp, đó là thọ lạc, thọ khổ, thọ phi lạc phi khổ. Việc nắm bắt tín hiệu và đặt tên phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Cơ quan nắm bắt tín hiệu đó là tưởng. Sự tưởng xuất phát từ vọng tưởng nên thường hay sai. Đó là trạng thái nhầm lẫn, lệch lạc. Trong cái nhìn bình thường, không sinh cảm thọ ưu phiền, nhưng khi có sự kết hợp thì tưởng uẩn sẽ khác. Tưởng uẩn chi phối sâu sắc trong nội tâm, nên phải có sự soi xét, sự vận hành của từng loài tạo tư duy hình ảnh màu sắc khác nhau, cần có đủ kiến thức mới hiểu rõ. Hành uẩn tùy duyên mà biểu hiện, duyên sanh diệt tùy theo nghiệp cảm của hữu tình. Chúng sanh tồn tại trong một thế giới nguy hiểm, có rất nhiều người vì sự an lành cho mọi người khác mà làm việc, giữ cho sự tồn tại của quả địa cầu. Khi phước báo của con người suy giảm, quả địa cầu sẽ bị hủy hoại. Trong thế giới nội tâm, trừ 3 uẩn thọ tưởng, thức, tất cả còn lại là hành uẩn. Hành uẩn có khả năng tạo ra thế giới hữu vi, có tính băng hoại, để lại đặc tính bức bách, khổ. Chúng ta tồn tại trong thế giới băng hoại, nên cần sự tiếp nối để giữ gìn, như giữ gìn sự tiếp nối của hơi thở. Nếu không, sẽ là sự chết. Một pháp không được thấu hiểu, biến tri tường tận, thì không thể dừng lại khổ đau, nghìn trùng, và vẫn còn ở mãi trong sanh tử. Khi diễn ra sanh duyên già chết, thì không có một đấng thượng đế nào có thể ngăn lại được. Duyên chứa đựng trong đó sự hủy diệt. Một chúng sanh khi mới sanh ra đã sẵn có chủng tử già, chết trong thân, nếu không chúng ta sẽ trẻ mãi không già, do tâm vô minh chấp thụ ái nhiễm mà khổ. Một khi chúng ta đi tìm cảm giác dễ chịu, thì chỉ thành công trong cảm giác, không thành công trong sự giác ngộ. Cũng vậy,
tìm đến một người nói những điều mình thích thì thành công trong sự thích, không thành công trong sự giải thoát. Từ chối thọ lạc là cả một vấn đề, đó là không đắm lụy trong sự tôn vinh, hào quang của thành công. Thầy giảng, dù đi tới hay đi lui cũng là đi xuống, sinh tâm buồn chán trước những khó khăn, trước những chướng ngại đang muốn vượt qua. Trạng thái xả không dễ dàng, không đi đến trạng thái xả thì không đạt đến cảnh giới của tứ thiền. Tâm ái trong thọ tưởng và hành, tất cả tri giác hình thành thức uẩn. Khi năm giác quan tiếp xúc với năm trần cảnh, hình thành nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Xét về ranh giới và nơi chốn của thức, chính là sự tự nhận, sự tiếp thụ của từng lãnh vực riêng biệt, gọi là mười giới và mười xứ. Trạng thái tâm ý là vô hình, ý thức là giới thứ sáu. Thức thứ sáu này chuyển thành ý giới, nhận thức được rồi, nhận thức đã có mặt, ý thức đã biết, đã ghi nhận. Bước hai của sự ghi nhận là trôi vào trong tâm, gọi là ý giới, hình thành bản ngã che lấp tự tánh thanh tịnh bên trong. Khi bản ngã được vuốt ve là sự dẫn thuận, như đứa trẻ bị ghẻ được ngồi bên đống lửa. Lúc bồng nó ra, khiến nó oán hờn như một người phải từ bỏ ngũ dục thì vô cùng khổ. Nhưng khi tâm được chữa lành rồi, động tới dục giống như chạm vào lửa nóng. Từ thức uẩn mà hình thành ý giới, niệm vừa diệt biến thành ý, từ đó hình thành sáu xứ, sáu thức và sáu giới, tức thập bát giới. Một bậc A-la-hán diệt tận định, niệm tiếp theo không có chất liệu thắp sáng, không tiếp nối, đi vào vô gián độ, không giúp gì được thêm cho chúng sanh. Phật khuyên nên giữ lại hồi tâm của một vị đại A-la-hán. Trong giờ học Kinh Hoa Nghiêm yếu lược, cô Tịnh Quang cung cấp một số tư liệu giúp ích cho việc học Kinh Hoa Nghiêm. Từ sách các tông phái đạo Phật của học giả Đoàn Trung Còn, thì hết thảy vạn pháp trong vũ trụ, dù đó là pháp thuộc tinh thần hay vật chất, đều có chung một thể tánh căn bản, tuyệt đối, đó là tánh Phật, cũng gọi là chân như. Tuy nhiên, do nhân duyên trần cảnh khác nhau mà biểu hiện ra thành muôn hình vạn trạng khác nhau. Học thuyết của Hoa Nghiêm Tông rất sâu xa, huyền diệu. Điểm cốt yếu nhất là nguyên lý tương sanh, tương khởi. Hết thảy vạn vật trong vũ trụ không tự sanh khởi mà đều có quan hệ mật thiết với nhau. Theo nguyên lý, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt, và được gọi là y tha khởi. Hoa Nghiêm Tông được các vị tổ sư phân thành 5 bậc, từ bậc khởi đầu dùng để tiếp nhận những người sơ cơ, đến phần giáo lý rốt ráo sau cùng, gọi là Hoa Nghiêm Ngũ Phần Giáo. Hòa Thượng Thích Thiện Hoa dạy về Hoa Nghiêm Tông. Đây là bộ kinh thích hợp với những ai đã có căn bản Phật Pháp vững chắc. Hoa Nghiêm Tông được gọi là viên giáo, chủ trương Pháp giới duyên khởi. Vì là trùng trùng duyên nhau nên một là hết thảy là một. Mọi sự vật dung thông nhau. Kinh Hoa Nghiêm nêu lên pháp môn sự sự vô ngại pháp giới. Theo pháp quy nạp gồm 4 giai đoạn: sự pháp giới, lý pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới. Trong pháp giới, sự sự được vô ngại dung thông là do các pháp có đủ 6 tướng viên dung, gồm tổng tướng, biệt tướng, đồng tướng, dị tướng, thành tướng và hoại tướng. 6 tướng được phân làm 3 đối, gọi là tam đối lục tướng. Tổng biệt cùng đối nhau thuộc về thể, đồng dị cùng đối nhau thuộc về tướng, thành hoại cùng đối nhau thuộc về dụng. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ hai, ngày 1 tháng 8 năm 2022, tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ có chương trình học như sau. Lớp chuyên khoa A Tỳ Đàm từ 5 giờ 45 đến 6 giờ 45 chiều, thầy Huyền Châu giảng A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận. Lớp cao đẳng từ 7 giờ đến 9 giờ tối sẽ học Câu Xá Luận do thầy Huyền Châu giảng và Kinh Hoa Nghiêm yếu lược qua lời giảng của cô Tịnh Quang. Trân trọng kính mời quý vị hãy tham gia chương trình dạy và học tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Đồng thời, kính mong quý học viên đến lớp đông đủ và theo dõi phần giảng để thu thập kết quả tốt nhất, cũng như không phụ công sức quý báu mà quý giáo thọ đã dành cho chúng ta. Các học viên nhớ kiểm tra email vào mỗi ngày để biết chương trình học sắp tới
cũng như các thông báo cần thiết. Để được nghe thêm chi tiết của các bài giảng tại lớp cũng như những chương trình Hoằng Pháp khác, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi tại trang nhà bồ đề Phật quốc.org. Mọi sự đóng góp và phát tâm tiếp nối cho chương trình giảng dạy hoặc những thắc mắc về tu học, quý vị hãy liên lạc trực tiếp đến Thầy Huyền Châu ở số điện thoại 714-328-6087 hoặc đến với Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại 3404 Westminster Avenue, Santa Ana, California 92703. Trân trọng kính chào tạm biệt quý khán thính giả và kính chúc quý vị thân tâm thường an lạc.